Do tương tác với bão Chan Thu nên bão số 5 có tên quốc tế là Côn Sơn sẽ di chuyển chậm nhưng phức tạp và quần thảo mạnh nhất ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Các địa phương cần phải khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú. Đây là nội dung chỉ đạo được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai với các địa phương vào sáng sáng nay, mùng 9 tháng 9. Chiều nay vị trí tâm bão ở khoảng 16 độ vĩ Bắc, 116,9 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 giật cấp 11, dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ từ vĩ tuyến 14 đến 18,5 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 111,5 đến 118,5 độ kinh Đông toàn bộ các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển Bắc và giữa biển Đông là cấp 3. Các dự báo hiện nay của các trung tâm khí tượng lớn nhất trên thế giới cũng còn phân tán khác biệt nhiều và chưa thống nhất được vùng bão đổ bộ. Tại cuộc họp sáng nay của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, lãnh đạo Ban chỉ đạo cho biết, qua theo dõi trên hệ thống, số lượng tàu thuyền còn rất lớn nên đề nghị các đơn vị và địa phương cần quyết liệt triển khai các biện pháp tránh tình trạng như cơn bão số 9 năm 2020 khi để xảy ra hai tàu với 23 ngư dân mất tích do chủ quan. Năm nay ngoài ứng phó thiên tai thì việc đảm bảo an toàn tại các khu vực cách ly cũng phải được đặt lên hàng đầu.